Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh tin mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Kính thưa quý vị khán giả, vừa qua một trận lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ở huyện Mogunjongka, Tây Tạng. Trong ngày thứ ba, hơn 2.000 lực lượng cứu hộ vẫn đang có mặt tại hiện trường để tìm kiếm và giải cứu 83 công nhân bị mắc kẹt đang bị vùi lấp, cho đến nay không tìm thấy dấu hiệu của sự sống. Hiện cấp ủy, chính quyền và các doanh nghiệp liên quan của khu tự trị Tây Tạng đang nỗ lực hết sức để tổ chức cứu nạn khẩn cấp. Ủy ban giám sát và quản lý đã dẫn đầu một nhóm công tác đến hiện trường để hướng dẫn công tác cứu hộ. Vào khoảng 6 giờ sáng ngày thứ hai, tại khu vực khai thác Yama của công ty tập đoàn vàng Trung Quốc Hutalion ở Pulang Sibu Làng, thị trấn Sanxiang, huyện Mojongka, ở độ cao 4.600m so với mực nước biển, cách thành phố Lhasa khoảng 110km và cách huyện Mogunjongka 33km đã xảy ra một vụ sạt lở núi Gongjeri. Vụ sạt lở dài 3km và khối lượng sạt lở khoảng 2 triệu mét khối. Theo thống kê sơ bộ, 83 công nhân trong đó 2 người Tây Tạng và số còn lại mang quốc tịch Hán. Phần lớn đến từ Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên và các công nhân đại lục khác đã được chôn cất. Hiện cấp ủy, chính quyền và các doanh nghiệp liên quan của khu tự trị Tây Tạng đang nỗ lực hết sức để tổ chức cứu nạn khẩn cấp. Ủy ban giám sát và quản lý đã dẫn đầu một nhóm công tác đến hiện trường để hướng dẫn công tác cứu hộ. 11 giờ 54 phút sau khi nhận được tin báo, đội cứu hỏa Tây Tạng đã lập tức triển khai kế hoạch ứng cứu khẩn cấp và dốc toàn lực thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Chính quyền nhân dân khu tự trị Tây Tạng đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày thứ ba tại địa điểm xảy ra vụ lở đất ở quận Mojongka, thành phố Lhasa, cho biết danh tính và các thông tin khác của 83 công nhân bị chôn vùi, trong đó có 2 phụ nữ. Các lãnh đạo chính của khu tự trị Tây Tạng, thành phố Lhasa và quận Mogunjongka đã khẩn trương đến hiện trường. Đồng thời, các kế hoạch khẩn cấp đã được kích hoạt để tổ chức hơn 4.000 nhân viên cứu hộ từ quân khu Tây Tạng, quân đoàn cảnh sát vũ trang Tây Tạng, lực lượng cảnh sát vũ trang thủy điện, lực lượng giao thông, công an, phòng cháy chữa cháy và sở y tế huy động nhiều phương tiện và nhân viên cứu hộ quy mô lớn. Trang bị hơn 400 bộ, 255 chó tìm kiếm cứu nạn, 30 radar cảnh giới để tham gia tìm kiếm và cứu hộ tại chỗ. Bí thư Đảng ủy khu tự trị Tây Tạng Chen Kang-gu và các lãnh đạo khác của khu tự trị đã đến địa điểm xảy ra vụ sạt lở đất ở độ cao 4.600m để chỉ đạo công tác cứu hộ. Yêu cầu cứu người là ưu tiên hàng đầu và tìm kiếm người bị vùi lấp. Hôm Chủ nhật, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Dân sự đã khẩn trương phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp quốc gia đối với thảm họa sạt lở đất nghiêm trọng ở huyện Mojongka, Tây Tạng. 3 bộ phận bao gồm các nguồn lực khẩn trương đến khu vực thiên tai để kiểm tra tình hình thiên tai và hướng dẫn công tác cứu trợ thiên tai, quân đoàn huy động đội cứu hỏa Tây Tạng huy động lực lượng cứu hộ ngay lập tức. Tổng cộng 270 người và 25 phương tiện, trong đó có 10 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, 15 thiết bị cứu sinh và các thiết bị cứu sinh khác đã khẩn trương đến hiện trường. Đồng thời, theo nhu cầu cứu hộ, một đội tăng cường gồm 43 người đã được huy động để túc trực tiếp viện tại Mojongka County và 190 người từ đội cứu hỏa đô thị được lệnh thành lập 2 đội tăng cường để chuẩn bị tiếp viện. Đến 14 giờ 40 phút, sau khi lực lượng phòng cháy chữa cháy đến nơi xảy ra thảm họa, sở chỉ huy tiền phương lập tức được thành lập, nhanh chóng tiến hành tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Thứ nhất, trước thực tế điểm sạt lở hoàn toàn bị vùi lấp sâu, người dân bị vùi lấp và bị ép ở tầng nông, tầng nhỏ khó sống sót, nên khu vực tìm kiếm cứu nạn có chiều rộng 150m từ đông sang tây, phân định từ bắc đến nam. Đầu tiên, 18 đội sử dụng máy dò sự sống và chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Hai là phối hợp chính quyền thành phố Lhasa và chính quyền quận Mojongka tổ chức đưa số lượng lớn công cụ khai quật như xẻng, cuốc cùng các thiết bị cứu hộ cỡ lớn như máy xúc khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi toàn tuyến. Thứ ba là huy động 20 thiết bị chiếu sáng di động và 100 đèn chiếu sáng mạnh của đội cứu hỏa đô thị Lhasa đến gia cố hiện trường để đảm bảo công tác tìm kiếm cứu nạn liên tục trong đêm. Bốn là vận động 200 bộ quần áo chống rét, 200 bộ chăn ga gối đệm, 30 liều bạt, 100 ba lô, 6 tấn dầu, 1,2 tấn lương thực chủ yếu là lương khô, thuốc men là chính và các vật tư hỗ trợ khác. Kể từ cuộc giải cứu lúc 11 giờ 54 phút ngày thứ hai, đại úy Gao Yuxiang, phó đại úy Yang Yanglin, tham mưu trưởng Zhang Daseng
Giám đốc Chen Gongping, Bộ trưởng Li Qiong và Bộ trưởng Xu Yang đã hướng dẫn giải cứu tại Trung tâm Chỉ huy Chiến đấu của quân đoàn hơn 20 giờ liên tục và thông suốt đêm. Chính ủy Liu Hanglin và Phó Tổng Tư lệnh Ku Daesulong đã đi sâu vào khu vực xảy ra thảm họa trong đêm để kiểm tra tình hình thảm họa và hướng dẫn cứu hộ. Bộ Chỉ huy Tiền phương gồm Kỹ sư trưởng Wang Zhenghua, Chính ủy Dawa và Tiểu đội trưởng Liu Qingyong đã tổ chức cho lính cứu hỏa chiến đấu suốt đêm và liên tục, không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống để có thể tìm kiếm người. Hiện tại, lực lượng cứu hỏa tham gia đang khắc phục những khó khăn như rét đậm, thiếu oxy và hết sức mệt mỏi, đang dốc toàn lực để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Ngày thứ ba, sau trận lở đất xảy ra tại huyện Moyongkha, thành phố Lhasa, khu tự trị Tây Tạng, quân khu Tây Tạng, quân đoàn cảnh sát vũ trang Tây Tạng, cảnh sát vũ trang thủy điện, lực lượng cảnh sát giao thông đã khẩn trương tổ chức hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân quân cùng hơn 200 phương tiện thiết bị để tìm kiếm và cứu nạn những người bị vùi lấp. Ngay sau khi quân khu Tây Tạng nhận được cuộc gọi cứu hộ, một kế hoạch giải cứu khẩn cấp đã được kích hoạt. Lãnh đạo quân khu Tây Tạng dẫn đầu lực lượng cứu hộ khẩn trương đến hiện trường với hơn 30 máy móc công trình cỡ lớn. Sau đó, bộ phận hậu cần quân khu đã khẩn trương điều hơn 100 phương tiện vận tải, chở đầy dầu, gạo, lều bạt, thiết bị phát điện và các vật dụng cứu trợ khác khẩn trương lên tuyến đầu cứu trợ thiên tai. Li Shuji, Phó Tư lệnh Quân khu Tây Tạng kiêm Chủ tịch Bệnh viện Đa khoa, đã dẫn đầu một đội cứu hộ khẩn cấp gồm hơn 40 thành viên đến địa điểm cứu trợ thảm họa và ngay lập tức thiết lập một điểm cứu hộ y tế. Sau trận lở đất, đội cảnh sát vũ trang quận Moyongkha đã điều động cán bộ và binh sĩ đến hiện trường ngay lập tức. Sau đó, đội cứu hộ khẩn cấp gồm 160 sĩ quan và binh sĩ cùng 3 máy công trình do quân đoàn Tây Tạng điều động đến hiện trường, bao gồm các chiến sĩ cùng 68 bộ máy công trình cũng khẩn trương đến hiện trường vào sáng sớm để thực hiện công tác cứu hộ. Tính đến chiều thứ hai, các cán bộ chiến sĩ cứu hộ đã mở được 4 điểm cứu trợ thiên tai, vận chuyển và dựng 32 lều, tặng hàng trăm bộ vật dụng cứu trợ như lều, mền và gấp rút lên đường. Yang Yangji, trong một phân đội của quân đoàn thủy điện, cảnh sát vũ trang giới thiệu rằng ngọn núi tại hiện trường vụ tai nạn có độ dốc lớn hình chữ V và có rãnh nước do năng lượng giải phóng quá mức của sạt lở. Một dòng chảy đất đá đột ngột làm cho rãnh dài 3 km, sâu 30 m, khối lượng sạt lở hơn 2 triệu mét vuông. Có những vết nứt trên núi và có khả năng xảy ra thảm họa thứ cấp. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giải cứu. Sau thảm họa, Ủy ban Trung ương CPC và Quốc vụ viện rất coi trọng. Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường và Thủ hiến của Hội đồng Nhà nước, những người đang ở thăm nước ngoài, đã lần lượt đưa ra các chỉ thị quan trọng, kêu gọi tất cả các nỗ lực cứu hộ, làm hết sức mình để giải cứu những người bị mắc kẹt, ngăn chặn các thảm họa thứ cấp và khẩn trương xác minh số người mắc kẹt, tìm nguyên nhân vụ sạt lở, làm tốt công tác khắc phục hậu quả. Các đồng chí lãnh đạo trung ương như Liu Yunshan, Yang Gaoli, Liu Qibao, Wu Shengkun và Wang Yong cũng đưa ra chỉ thị. Trong cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa chó nghiệp vụ tìm kiếm và giải cứu những người bị vùi lấp tại địa điểm xảy ra vụ sạt lở đất ở quận Moyongkha, thành phố Lhasa. Sau vụ tai nạn, hơn 3.500 nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đã làm việc suốt đêm để tìm kiếm những người mất tích tại địa điểm xảy ra thảm họa ở độ cao hơn 4.600m. Tính đến 17 giờ ngày hôm nay, sau những nỗ lực gian khổ của tất cả lực lượng cứu hộ, tổng cộng 66 bộ hài cốt của các nạn nhân đã được tìm thấy. Hiện các nhân viên tìm kiếm cứu nạn vẫn đang túc trực tại khu vực xảy ra thảm họa ở độ cao hơn 4.600m, tìm kiếm thêm 70 người mất tích. Hu Jingye, Phó Bí thư Đảng ủy khu tự trị Tây Tạng, điều hành khu tự trị này, cho biết lực lượng cứu hộ đang tiến hành một cuộc tìm kiếm và cứu hộ mới. Hiện vẫn không thể xác định chính xác vị trí của những người mất tích. Trọng tâm cứu hộ hiện nay là tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích và phòng chống các thảm họa thứ cấp, nhưng có rất ít hy vọng cho những người mất tích sống sót, Hung Jie nói. Theo Đài Tiếng Nói Trung Quốc, 50 giờ đã trôi qua kể từ khi xảy ra tai nạn lở đất ở huyện Moyongkha, Tây Tạng. Khoảng 6 giờ sáng, những tảng đá lớn từ đỉnh núi Gongcheri lan xuống, ngay lập tức bao trùm lán trại xây dựng của công ty phát triển khai thác Hutalong thuộc Tập đoàn Vàng Trung Quốc, cách đèo 2 km khiến 83 công nhân bị mất tích. Hiện tại, danh tính, giới tính, nguyên quán và các thông tin khác của 83 công nhân bị chôn vùi đã được xác nhận. Các gia đình đã được thông báo và nhiều người đang trên đường đến Lhasa. Sự cố sạt lở núi rất lớn, khối lượng công trình 2 triệu mét khối cát khá nặng. Ngoài ra, mặt bằng làm việc tại chỗ chật hẹp, hoạt động kém của máy xúc và các thiết bị khác cũng là một khó khăn.
Wu Zhongzhe, Phó Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Tây Tạng và Phó Chủ tịch điều hành Khu tự trị cho biết, trọng tâm cứu hộ hiện nay là tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích và phòng chống các thảm họa thứ cấp, nhưng có rất ít hy vọng cho những người mất tích để tồn tại. Nguyên nhân của thảm họa. Nhiều người lo ngại về nguyên nhân của thảm họa này. Trước đó, có nhận định sơ bộ là do núi mất cân bằng. Tuy nhiên, theo Yang Dongyang, Cục trưởng Cục An toàn Lao động Nhà nước, các chuyên gia đã được tổ chức để tiến hành các cuộc điều tra chuyên sâu về thảm họa địa chất như vụ lở đất. Sau khi trụ sở chính của khu vực xảy ra thảm họa sạt lở đất tại thành phố Lhasa, Tập đoàn Vàng Trung Quốc và các đơn vị liên quan xác minh danh tính, giới tính và nguyên quán của 83 công nhân bị mắc kẹt và thiệt mạng trong thảm họa thiên tai lở đất đã được xác nhận và thông báo. Trong đó, Cát Lâm có 27 người, Thiểm Tây có 26 người, Quý Châu có 13 người, Tứ Xuyên có 6 người, Trùng Khánh có 2 người, Hà Bắc có 1 người, Hà Nam có 1 người, Sơn Đông có 1 người, Hắc Long Giang có 1 người, Tây Tạng có 2 người. Rạng sáng ngày Chủ nhật, một trận lở đất bất ngờ ở núi Jeri, làng Sibu, hạt Mongju Gongkha, Lhasa, Tây Tạng đã ngay lập tức chôn vùi 83 sinh mạng còn tươi sống dưới lớp đá sỏi. Dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng các đội cứu hộ khác nhau vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hài cốt của những nạn nhân và người sống sót. Ngày hôm nay, tại hiện trường cứu nạn, ít nhất 50 máy xúc vẫn hoạt động tấp nập. Lực lượng công an vũ trang và các đơn vị địa phương làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn đang tiến hành khai quật, tìm kiếm một cách trật tự tại khu vực đã phân giới. Các nhân viên y tế và phòng chống dịch, chữa cháy cũng bận rộn những người đang khử trùng cho người và phương tiện ra vào khu vực tìm kiếm cứu nạn, đồng thời dọn dẹp và vận chuyển thủ công hài cốt của những nạn nhân có thể xảy ra. Cùng lúc đó, xe tải cũng đang đưa những người cứu hộ đã kiệt sức do chiến đấu lâu ngày xuống dưới chân núi nghỉ ngơi, đồng thời vận chuyển số quân mới tới hiện trường cứu hộ. Trên con đường núi dẫn đến địa điểm cứu hộ, các kỹ sư PLA đã dùng xẻng và lái xe nâng để mở rộng và sửa chữa con đường để đảm bảo giao thông ra vào thông suốt. Có nhân viên công an túc trực tại tất cả các nút giao thông để phân luồng giao thông và giữ trật tự. Khi công việc cứu hộ mỏ sạt lở kết thúc, phóng viên gặp Chen Jun, đội trưởng đội 2 thuộc đội cảnh sát giao thông vũ trang đang chỉ huy hiện trường. Vào khoảng 6 giờ ngày Chủ nhật, khoảng 300.000 mét khối đất trên sườn phía đông của Phulangu Seri thuộc quận Muyangongka, khu tự trị Tây Tạng đã xảy ra một vụ lở đất dẫn đến hình thành các lớp trầm tích lỏng lẻo trong kênh hạ lưu khoảng 2 km dòng chảy mảnh vụn, trong đó tích tụ Bigochi dài khoảng 600 m, rộng 70-180 m, dài 15-25 m và có tổng cộng khối lượng khoảng 2 triệu mét khối. Vụ sạt lở đất khiến 66 người chết và 17 người mất tích. Sau thảm họa sạt lở, mép vệt của thân sạt lở trên không xuất hiện một số vết nứt căng có chiều dài tối đa hơn 600 m, tạo thành một mái dốc không ổn định với khối lượng khoảng 3,5 triệu mét khối. Kể từ tháng 4, sạt trượt cục bộ đã xảy ra nhiều lần, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của hơn 2.000 người ở hạ nguồn. Về nguyên nhân của thảm họa này, nhóm chuyên gia phân tích như sau. Thứ nhất, điểm sạt lở nằm ở đầu nguồn của thung lũng Pulang, có địa hình dốc với độ dốc 42-45 độ, hẹp hình chữ V và thung lũng dài, chiều dài từ nguồn sạt lở đến khu vực tích tụ khoảng 1980 m, cao trình mép sạt lở là 5359 m, cao trình mép sạt lở 4535 m, chênh cao 824 m. Thứ hai, điều kiện địa chất trong khu vực rất phức tạp, cấu trúc thảm nguyên và cấu trúc trượt được phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.